Tiếp nối chương trình những vấn đề của anh ta, Thành Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự có tựa đề Bắt các lãnh đạo khối xã hội dân sự vì lợi ích nhóm bị đụng chạm và đệ đe dọa. Của Đài Phi đăng tải vào ngày 11 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Vụ bắt giữ những hoạt động môi trường, giám đốc tổ chức xã hội dân sự trung tâm phát triển sáng tạo xanh Green ID bà Nguyễn Thị Khanh là vụ mới nhất mà chính quyền Hà Nội ra tay đối với các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký ở Việt Nam. Hồi tháng 7 năm ngoái, hai người khác bị bắt và đã bị xét xử là ông Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Truyền thông MEC. Ông đã bị tuyên bố 4 năm tù vào ngày 11 tháng 1. Người thứ hai là luật gia Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Bền vững, bị án 5 năm tù vào ngày 24 tháng 1. Với cùng một tù danh là trốn thuế, một người luôn đồng hành cùng với luật gia Đặng Đình Bách trong các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Pháp luật Phát triển Bền vững, yêu cầu được giáo danh tính và lý do an toàn, nói rằng việc lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự được nhà nước việt nam cấp phép bị khởi tố trong thời gian gần đây đã tạo ra một nỗi lo sợ bao trùm lên các tổ chức ngo khác trong nước và rằng trúng thuế cho là cái cớ để chính quyền việt nam tiến hành bắt giam những hoạt động hàng đầu vì có động chạm đến lợi ích nhóm đụng chạm lợi ích nhóm như này phân tích cả ba tổ chức mec ls lpsd và green id đều thuộc liên minh năng lượng bền vững việt nam VC. Mục tiêu của liên minh này là thúc đẩy năng lượng tái tạo giảm ô nhiễm không khí bằng cách giảm nhiệt điện than và vận động chính sách ra luật bảo vệ môi trường. Luật quy hoạch điện 8. Tôi hiểu rằng tội trốn thuế là một cái cớ, còn nguyên nhân thực tế thì tôi cho rằng ba tổ chức này đều liên quan đến EVFTA và liên quan đến hoạt động của liên minh năng lượng bền vững trong việc vận động mạnh mẽ bỏ nhiệt điện than thì nó có tác dụng đến lợi ích nhóm. Ngoài ra, người này nhận định đối với vụ án xảy ra ở tổ chức LBSD thì không giống với các vụ trốn thuế thông thường. Trong quá trình tố tụng hình sự có nhiều sai phạm, thứ nhất theo quyết định đưa vụ án ra xét xử có ghi rõ đây là một phiên tòa công khai. Nhưng trên thực tế thì không một thân nhân nào của bị can là luật gia đình đình bắt được vào tòa. Nếu chỉ là một vụ trốn thuế đơn thuần, vì sao phải ngăn chặn người thân tham dự phiên xét xử? Thứ hai, tòa không triệu tập kế toán trưởng và giám định viên cục thuế. Hành vi trốn thuế của một doanh nghiệp không thể nào giám đốc thực hiện một mình được mà không có sự liên đới của kế toán. Tòa đưa ra phán quyết chỉ căn cứ vào những con số do giám định viên đưa ra, nhưng lại không triệu tập giám định viên vào tòa để chất vấn đó là điều vô lý. Thứ ba, LPSD là một tổ chức phi lợi nhuận, không thuộc tổ chức phải đóng thuế. Sau khi kết thúc các dự án, tổ chức này luôn thu thập các lá thư của nhà tài trợ và đối tác xác nhận rằng LPSD đã sử dụng số tiền tài trợ đúng mục đích. Thứ tư, nếu đơn giản là vụ áp vụ án trốn thuế. Vì sao gia đình xin nộp tiền khắc phục hậu quả để được tinh tiết giảm nhẹ mà tòa án lại không xem xét? Từ những lý do trên, người này kết luận rất có khả năng là tòa án đã thông đồng với giám định viên, cục thuế và kế toán trưởng để đổ hết tội cho luật gia Đặng Đình Bắc. Cáo buộc trốn thuế chỉ là điều ngụy tạo. Lá đơn đề nghị luật sư bào chữa do luật gia đặng đình bắt viết từ tháng tháng 7, khẳng định lý do ông bị bắt theo lời ông là làm việc với một số dự án liên quan đến thủy điện sơn lạc nên tôi bị đưa vào vụ án khác tôi xác định mình vô tội và là nạn nhân của một vụ án khác ông bắt viết trong lá đơn nỗi lo sợ căng thẳng bao trùm các tổ chức khác nhân vật giấu tên mà fa phỏng vấn cho biết đã nỗ lực liên hệ với gia đình của ông mai phan lợi và bà nguyễn thị khanh khi hai người này bị bắt nhưng tất cả đều e ngại tiếp xúc với truyền thông vì họ sợ không biết đến khi nào thì chính quyền sẽ sợ đến mình, cho nên họ không dám có bất cứ một hành động cụ thể nào để lên tiếng cho những người đã bị bắt oan, đã bị kết tội oan. Như thế họ sống trong sự hoang mang và lo lắng nó bao trùm lên hết. Vào tháng 12 của năm 2021, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các quyền tự do hội hợp ôn hoàng và hiệp hội và báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt đã gửi một thư ngõ cho chính phủ Việt Nam. Một trong các nội dung của bức thư này lưu ý rằng Việt Nam đã hạn chế các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, cũng như bày tỏ quan ngại về những hạn chế pháp lý đối với việc tiếp cận nguồn tài trợ nước ngoài. Các báo cáo viên đặc biệt kêu gọi Việt Nam đảm bảo rằng các hiệp hội dù đăng ký hay không, đều có thể tìm kiếm, nhận và sử dụng tài trợ và các nguồn lực, dù là nội địa, nước ngoài hay quốc tế mà không phải phê duyệt trước hay phải chịu những cản trở không đáng có, bao gồm từ các cá nhân hiệp hội, quỹ hay các tổ chức xã hội dân sự khác. Bình luận của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Bình luận với Đài Á Châu Tự Do của email vào ngày 10 tháng 2, ông Phil Robertson, giám đốc khu vực Á Châu của Tổ chức Human Rights Watch cho rằng Việt Nam tuyên bố rằng họ quan tâm đến môi trường toàn cầu và cam kết COP26. Tuy nhiên, hành động của họ chứng minh rõ nét hơn là lời nói. Đây là một chính phủ và bộ trưởng tham dự hội nghị COP26 đặc biệt quay lại cảnh ăn tối với món bò giác vàng trị giá 20.000 đô la tại một quán ăn cao cấp ở London và bây giờ chính phủ đó lại đang bắt giữ bà Nguyễn Thị Khanh, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng nhất của họ, theo một cách hoàn toàn ngụy tạo và có động cơ chính trị với các buộc tội trốn thuế. Đối với chính phủ Việt Nam, rõ ràng là sự đàn áp và tham nhũng luôn được đặt lên trên hết, còn nhân quyền và môi trường thì đứng sau cùng. Cả ba nhà hoạt động bị bắt gần đây, hai trong số họ đã bị kết án đều liên quan đến việc giám sát Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu Việt Nam từ khía cạnh môi trường. Vì vậy, những vụ bắt giữ này có thể xem là cứu tá của Việt Nam vào mặt của EU về vấn đề giám sát và tuân thủ EVFTA và chờ xem liệu Brussels có đủ can đảm để làm điều đó hay không. Đó là một thách thức trực tiếp đối với những quan ngại đã được EU tuyên bố về tính độc lập của xã hội dân sự, hành động vì môi trường và giám sát chuỗi cung ứng bệnh vững ở Việt Nam. Bây giờ Hà Nội đã hoàn tất việc bỏ tù tất cả những người bất đồng chính kiến. Trong lúc thế giới đang bị phân tâm bởi cúng tàu, Giờ đây, bộ máy đàn áp của nhà nước đã đang chuyển hướng nhắm vào các tổ chức phi chính phủ hoạt động về môi trường và xã hội. Chúng ta hãy hy vọng rằng thế giới sẽ đấu tranh mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo xã hội dân sự hơn là những gì họ đã làm đối với những người bất đồng chứng kiến. Nhiều người trong số đó hiện đang phải chịu án tù dài hạn vì chỉ đơn giản là lên tiếng chống lại các vi phạm các quyền và tham nhũng.